Tại tỉnh Hải Dương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Chí Linh cho biết, từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3, thành phố Chí Linh triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng tại 19 phường xã trên địa bàn. Do trước đây nhiều phường xã có các ca bệnh F0 liên quan đến ổ dịch tại công ty Poyun. Các đối tượng được lấy mẫu xét nghiệm gồm 13.984 trường hợp là F0 đã khỏi bệnh và F1 được lấy mẫu tối thiểu 2 lần một người và 26.022 mẫu gộp cho người dân 14 xã phường thuộc nhóm nguy cơ cao, 2.000 mẫu gộp cho người dân tại 5 xã phường còn lại. Những xã phường có từ 7 KF0 trở lên được xếp vào nhóm nguy cơ cao, 6 KF0 trở xuống được xếp vào nhóm nguy cơ. Việc lấy mẫu xét nghiệm này giúp các chuyên gia y tế đánh giá sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, từ đó đưa ra những phương án ứng phó thích hợp, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh.